Trước hết, xin cảm ơn Bình Phạm vừa trở thành hội viên của kênh. Cảm ơn Hải Lâm Nguyễn, Lê Kiên, Huy Phạm, Shop Chill, Lê Trung Nguyễn, Just a Normal Noob đã gắn bó với kênh hơn một tháng vừa rồi. Chân thành cảm ơn Hoài, Mayhem, Hiên Đinh đã luôn là hội viên của kênh trong gần một năm qua. Triều đại của khủng long kéo dài suốt 180 triệu năm, đánh dấu một trong những giai đoạn huy hoàng và kỳ vĩ nhất trong lịch sử trái đất. Bắt đầu từ kỷ Triad, phát triển rực rỡ trong kỷ Jura và kết thúc vào cuối kỷ Phần Trắng. Khủng long đã thống trị mọi lục địa, từ những cánh rừng rậm rạp đến sa mạc khô cằn, từ đồng bằng bạt ngàn cho đến những vùng ven biển. Khủng long không chỉ đa dạng về hình dáng, kích thước mà còn phong phú về lối sống, bao gồm cả những loài ăn cỏ hiền hòa và những loài săn mồi hung tợn. Triều đại này không chỉ đánh dấu sự phát triển của một loài động vật khổng lồ mà còn mở ra những hiểu biết sâu sắc về sự tiến hóa, thích nghi và biến đổi của trái đất trong suốt hàng triệu năm dài. Hello mọi người, mình là Lẻ. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Máy Thời Gian. Giờ thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu về giai đoạn đầu của khủng long nhé. Ngậm đắng nuốt cay. Như đã biết, khủng long, chim và cá sấu có chung một gốc được gọi là Acosaur, tức là thằn lằn chúa. Từ Acosaur tách ra hai nhánh. Một là Pseudosuchia, dòng dõi của cá sấu. Hai là Avimeta thassalia, nghĩa là bàn chân chim. Đây là dòng dõi của thằn lằn bay Pterosaur và chim, bao gồm tất cả khủng long. Loài Acosaurus là một loài thuộc nhánh của đại gia đình cá sấu. Tên của chúng được lấy để đặt cho toàn bộ gốc rễ của cá sấu, chim và khủng long. Chúng đã tồn tại từ cuối kỷ Permi và sau cuộc đại tuyệt chủng Permi Triad. Họ hàng Acosaurus đã trở thành những loài thống trị kỷ Triad thay cho tổ tiên của động vật có vú là các Synapsid. Các loài cá sấu cổ đại trở nên đa dạng vào thời điểm này, từ động vật ăn cỏ cho đến những loài ăn thịt. Đầu đầu cũng là cá sấu, thậm chí chúng còn có những con cá đại dương Thalassosuchia cai quản cả vùng nước. Vào 230 triệu năm trước, loài khủng long có thể đầu tiên đã bước đi vào kỷ tam điệp. Chúng có tên là Erator. Có thể sẽ có thêm một số loài khác nữa. Tuy nhiên, đây là hóa thạch khủng long có niên đại cổ nhất mà các nhà khảo cổ tìm được tính cho đến thời điểm hiện tại. Vì thế, chúng ta sẽ xem Erator là loài khủng long đầu tiên. Erator có chiều dài tính từ đầu đến đuôi là gần 1 mét, nặng khoảng 10 kg. Kích thước này hơn một con gà nhưng nhỏ hơn nhiều so với mấy con chó hiện đại mà chúng ta nuôi trong nhà. Với thể trạng như vậy, đủ để thấy giai đoạn đầu của thủy tổ khủng long sống khổ cực đến nhường nào khi các loài bò sát hình thái Acosaur vô cùng to lớn, đặc biệt là các loài ăn thịt. Đến gần cuối kỷ tam điệp, cơ thể của khủng long có chút cải thiện khi chúng đã to lớn hơn nhiều so với Erator như là Psilophysis với chiều dài khoảng 2,5 đến 3 mét và nặng từ 15 đến 20 kg. Psilophysis có chiếc cổ dài, đầu nhỏ với hàm đầy những chiếc răng sắc nhọn, hoàn hảo cho việc săn bắt các loài động vật nhỏ như bò sát, côn trùng và có thể cả những con khủng long nhỏ khác. Chân sau dài và mạnh mẽ giúp nó chạy nhanh để đuổi theo con mồi, trong khi chân trước nhỏ hơn và có 3 ngón có thể được dùng để cầm nắm hoặc hỗ trợ săn bắt. Hay to hơn nữa là Plateosaurus, một trong những loài khủng long ăn cỏ đầu tiên, sống vào cuối kỷ Triad, cách đây khoảng 214 đến 204 triệu năm. Plateosaurus có kích thước lớn hơn so với thời kỳ của nó, với chiều dài khoảng 8 đến 10 mét và nặng từ 1,5 đến 4 tấn. Loài khủng long này là thành viên thuộc nhóm Rosaurobot, những loài khủng long tổ tiên của các sauropod ăn cỏ khổng lồ sau này như Rachiosaurus và Diplodocus. Tuy nhiên, những con số vừa rồi chỉ là muỗi nếu so với những họ hàng cá sấu hình thái thằn lằn chúa. Lấy ví dụ như Phasolosuchus là loài Rhizochian lớn nhất từng được mô tả và cũng là loài săn mồi trên cạn lớn nhất không phải khủng long. Nó có chiều dài từ 8 đến 10 mét và nặng khoảng 3 tấn. Cho nên, các loài khủng long kỷ tam điệp chỉ phải sống dưới bóng của những gã bò sát vừa to lớn, vừa mặc giáp kia. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Thời cơ chín mùi rồi cũng tới. Ngậm đắng nuốt cay, chờ ngày trỗi dậy, khổ trước sướng sau thế mới giàu. Trái đất lại một lần nữa khởi động lại máy chủ, reset gần như toàn bộ dữ liệu trên cạn, dưới nước và cả trên không.
Hỗn loạn không phải là vực thẳm, hỗn loạn là nấc thang. Sau quãng đường dài 41 triệu năm, hành trình của Triad cũng bước tới hồi kết, mở đầu bằng vụ diệt chủng và kết thúc cũng bằng một vụ diệt chủng. Khoảng 201 triệu năm trước, bể magma, trung tâm Đại Tây Dương, bể magma lớn nhất với diện tích 11 triệu km vuông bắt đầu phun trào ở trung tâm của lục địa Pangaea, mở đầu cho 4 đợt phun trào kéo dài trong khoảng 600.000 năm đã gây nên cái gọi là cuộc diệt chủng Triad-Jura. Những trận lũ dung nham ồ ạt trào ra từ miệng núi lửa đã giải phóng một lượng khổng lồ CO2, đồng thời xâm nhập qua các lớp trầm tích dầu chất hữu cơ và thiêu cháy nó, giải phóng thêm lượng lớn khí nhà kính vào khí quyển. Kết quả là nhiệt độ trái đất tăng nhanh chóng thêm 3-4 độ C. Sự nóng lên toàn cầu như vậy lại tiếp tục dẫn đến sự gia tăng hoạt động của các cơn bão và hình thành sấm sét. Như một hệ quả tất yếu, sấm sét càng nhiều thì cháy rừng cũng theo đó mà dữ dội hơn. Địa chấn, phun trào núi lửa, bão, sấm sét và cháy rừng, tất cả gộp lại đã đưa đến khung cảnh của ngày tận thế. Và như chưa đủ tồi tệ, cùng với hiệu ứng nhà kính, sự gia tăng CO2 đột ngột cũng dẫn tới sự xuất hiện của hiện tượng axit hóa đại dương. Lượng lớn CO2 được biển hấp thụ, khiến H2CO3 bị phân ly thành HCO3 và hydro. Sự gia tăng ion hydro làm giảm mạnh độ pH của biển, dẫn đến sự suy giảm của các loài thân mềm có vỏ và san hô, vì chúng cần CaCO3 để tạo vỏ và xương, kèm theo đó là sự sụp đổ của hệ sinh thái biển. Dẫu vậy, có thể coi là khá may mắn khi hậu quả của vụ diệt chủng này không kinh hoàng như của kỷ Permi, hoặc có thể nói là tuyệt chủng có chọn lọc, với chỉ khoảng 22-34% số sinh vật biển biến mất. Trên đất liền, thủy tổ của các loài có vú, các synapsid to xác đã biến mất, những con bò sát, lưỡng cư to cổ bị quét sạch. Hệ thực vật, động vật có vú tiến hóa từ Cynodon, cá sấu, khủng long và rực long thì gần như còn nguyên vẹn. Kẻ thức thời. Trên đất liền, các sinh vật dễ bị tổn thương bởi thời tiết cực đoan hơn so với các sinh vật biển, trong khi đại dương có khả năng làm giảm tác động của sự thay đổi nhiệt độ từ khí quyển, thì các sinh vật trên cạn không có nơi để ẩn náu. Vào cuối kỷ Triad, trái đất trở nên nóng đến mức ít loài thực vật và động vật nào có thể tồn tại ở các vùng xích đạo và nhiệt đới. Tuy nhiên, thời kỳ này không phải lúc nào cũng nóng. Những mùa đông núi lửa xuất hiện sau các đợt phun trào lớn, khi cho núi lửa che khuất ánh sáng mặt trời từ cực nam đến cực bắc, nhiệt độ giảm mạnh và các loài thực vật gặp khó khăn trong quá trình quang hợp, giống với các loài bò sát ở thời điểm đó. Những con khủng long đầu tiên có cơ thể vốn nhỏ bé hơn nhiều so với những họ hàng cá sấu cổ đại. Trong ba nhóm chính của Pseudosuchia, chỉ còn mỗi Phenosuchia là vượt qua được thảm họa. Nhờ nhỏ bé mà vì thế khủng long có thể dễ dàng tìm được nơi để trú ẩn, y như cách mà các tổ tiên của chúng ta đã lẩn trốn khủng long, cũng như vượt cuộc tuyệt chủng cuối kỷ phần trắng. Ngoài ra, một đặc điểm sinh học khác biệt mà vào thời điểm đó chỉ có khủng long mới có, chính là lông vũ. Khi nắng nóng, lông vũ có thể bảo vệ khủng long khỏi ánh nắng mặt trời, giúp chúng tránh khỏi sự mất nước. Đặc biệt vào những lúc nhiệt độ thấp, cụ thể là mùa đông núi lửa làm giảm nhiệt độ của trái đất, lông vũ cũng góp phần giữ ấm cơ thể, hỗ trợ cho những chú tiểu long có kích thước khiêm nhường này vượt qua ngày thành trừng của đất mẹ Gaia. Và đó là giai đoạn đầu trong 180 triệu năm lịch sử của các loài khủng long. Chúng đã có những chuẩn bị cực tốt trước thiên tai. Giờ đây, chúng sẽ chọn đi theo con đường nào? Mời các bạn đón xem phần tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye!